Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin. Nhiều địa phương ở huyện Ân Thi dừng tổ chức lễ hội để phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone tại các chốt kiểm dịch. Nghệ sĩ Thanh Lam sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Trong một góc nhìn văn hóa có phóng sự, loa truyền thanh xã phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch tại huyện Yên Mỹ. Và xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong mùa dịch. Cuối chương trình Mục Di sản Hưng Yên, mời quý vị cùng khám phá nét độc đáo, mộ và đền thờ quận công Bùi Đăng Châu ở huyện Phù Cử. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Thời gian vừa qua, nhiều địa phương của huyện Ân Thi đã dừng tổ chức lễ hội để tránh tụ tập đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tất cả 15 lễ hội trong toàn huyện diễn ra trong tháng Giêng và tháng 2 âm lịch đã bị hủy, không tổ chức, đồng thời tạm đóng cửa di tích. Điển hình như xã Phù Ủng dừng tổ chức lễ hội Đền Ủng, một lễ hội lớn diễn ra vào tháng Giêng âm lịch hàng năm. Xã Hoàng Hoa Thám dừng lễ hội Đình Đỗ Xuyên và Đình Tam Đô. Xã Hồng Vân dừng lễ hội Đền Trà Phương và lễ hội Đình Đanh. Việc dừng tổ chức các lễ hội truyền thống để phòng chống dịch được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại di tích. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa rồi, nông sản của bà con nông dân nhiều địa phương, đặc biệt là Hải Dương rất khó khăn trong việc tiêu thụ. Vì vậy, sư trụ trì chùa Hoàng Xá thành phố Hưng Yên đã liên hệ với Sở Công Thương và Tỉnh Đoàn tỉnh Hải Dương để tiêu thụ nông sản của bà con. Nhà chùa đã thu mua nông sản của bà con nông dân tỉnh Hải Dương về tiêu thụ tại hai địa điểm là đường Điện Biên và tại cổng chùa Hoàng Xá. Tổng số nông sản nhà chùa tiêu thụ được là 40 tấn rau củ quả và 10 vạn trứng gà. Giá cả nông sản được bán đúng giá niêm yết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương. Tiền vận chuyển hàng hóa gần 30 triệu đồng do nhà chùa chi trả, không tính vào giá sản phẩm. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tạo nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. Hiện trên địa bàn huyện Ân Thi còn 4 chốt kiểm dịch tại các xã Phù Ủng, Bãi Sậy và Đa Lộc. Tại các chốt này, cùng với việc tuân thủ chặt chẽ các quy định trong phòng chống dịch, những người đi từ tỉnh khác vào huyện đều được các cán bộ chốt yêu cầu khai báo y tế, lịch sử dịch tễ, đo thân nhiệt. Ngoài ra, người dân qua đây đều được hướng dẫn và nhắc nhở việc cài đặt ứng dụng Bluezone thường xuyên, bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát chèo Hưng Yên, được khán giả yêu chèo biết đến với giọng hát chèo mượt mà, đằm thắm cùng lối diễn tinh tế tự nhiên. Bên cạnh chuyên môn chính là biểu diễn nghệ thuật, thì nghệ sĩ Thanh Lam còn tham gia soạn lời cho trên 20 làn điệu chèo với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh vừa qua, khi không thể tham gia biểu diễn, chị đã dành thời gian soạn lời cho nhiều bài hát chèo và làn điệu dân ca tuyên truyền phòng chống Covid. Từ đầu năm 2020 đến nay, chị đã sáng tác được 7 tác phẩm tuyên truyền phòng chống Covid như Toàn dân chung tay chống dịch, Gửi người chiến sĩ tuyến đầu, Nhắc nhau thực hiện 5K, đặc biệt là hai tác phẩm Nhớ lắm Trường ơi và tác phẩm Lời ca ta ngỏ cùng nhau đã nhận được bằng khen của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc dân gian tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Được thành lập từ năm 2002, câu lạc bộ thơ xã Minh Hải là một trong những câu lạc bộ thơ thành lập sớm nhất của huyện Văn Lâm. Gần 20 năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích của những người yêu thơ. Hiện nay, câu lạc bộ có 30 thành viên, đa số là lớp người trung cao tuổi, trong đó hội viên cao tuổi nhất là 90 tuổi. Câu lạc bộ đã xuất bản được 8 tập thơ mang tên Hương quê với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi phong cảnh quê hương, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, biểu dương người tốt, việc tốt và tình cảm gia đình. Nhiều hội viên trong câu lạc bộ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với độc giả tiêu biểu như các tác giả Xuân Tho, Văn Ngải, Lê Nhường, Lê Duyên, Thành Long. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt bình thơ vào đầu mỗi quý, tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, trao đổi thơ ca và tuyển tập các bài thơ hay. Tham gia vào câu lạc bộ thơ xã Minh Hải, các hội viên đều cảm thấy có động lực sáng tác và thỏa mãn niềm đam mê thơ ca. Có thời điểm nhiều người hoài nghi về tác dụng của những chiếc loa truyền thanh xã khi mà hiện nay người dân có thể tiếp cận với đa dạng các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trong dịch Covid-19 tại huyện Yên Mỹ hiện nay, người ta lại thấy rằng không những loa phường, loa xã chưa chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình mà còn đang cho thấy vị trí không thể thay thế. Ông Trần Trọng Hải,
hiện là cán bộ truyền thanh xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ hơn 26 năm. Cứ đều đặn ngày 3 buổi, ông lại trực tiếp đọc những bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hộ khẩu thường trú tại khu đô thị Việt Mỹ, Mai Cát, Cẩm Giàng, Hải Dương. Phụ trách cái công tác tuyên truyền thì cũng đã rất là bám sát trước cái điều kiện bùng phát dịch có thể lây lan ra diện rộng, nắm bắt được cái tinh thần đó, tôi cũng sát sao với cái việc cập nhật những cái tin tức nóng hổi nhất ở xã chúng tôi ở đây, tuyên truyền để đến người dân nhận thức được cái việc là nguy hiểm của cái dịch COVID-19 này. Ra đường bây giờ không có một ai là không đeo khẩu trang. Khi đất nước đổi mới, cuộc sống phát triển, công nghệ ra đời, loa truyền thanh xã dường như giảm dần vị trí ở các khu vực thành thị. Và có một thời gian, người ta cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn sau một ngày dài căng thẳng, mệt mỏi với công việc. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, người ta lại thấy rõ vai trò không thể thay thế của tiếng loa. Không chỉ liên tục cập nhật và phát đi những thông tin chính thống về dịch COVID-19, thay vì phải chờ đợi và sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn, người dân đều dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác về dịch bệnh, ngay cả khi đang lao động sản xuất, lan tỏa mạnh đến từng thôn xóm. Trong thời gian qua thì chúng tôi hết sức là quan tâm đến cái việc sử dụng cái hình thức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của huyện và cơ sở. Thế thì mỗi một ngày là chúng tôi tổ chức 3 buổi phát thanh với cái thời lượng là 3 tiếng trên một ngày. Thế và đặc biệt là mỗi xã thì chúng tôi đã viết và đưa tin từ 4 đến 5 tin bài. Nhìn chung là các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn đã thực hiện và chấp hành tốt các cái nội dung, các cái yêu cầu về phòng chống dịch. Loa truyền thanh xã là người bạn hàng ngày cung cấp thông tin thời sự, nhắc nhở người dân ý thức tự bảo vệ, phòng chống các bệnh lây nhiễm. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống loa truyền thanh lại càng phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Cùng tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương, trong đó có xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mang lại hiệu quả đáng kể. Điều này thể hiện rõ sự đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của người dân. Vào đúng ngày mùng 2 Tết Tân Sửu vừa qua, vợ chồng ông Hoàng Văn Đật và bà Tạ Thị Thấm ở thôn Nhân Lý làm tang cho mẹ mình. Do cũng mất đúng trong thời điểm dịch Covid phức tạp, vì vậy để ngăn chặn nguy cơ lây lan, gia đình ông bà đã tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch như chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, yêu cầu người đến viếng phải đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách. Gia đình cũng thực hiện hỏa táng cho người qua đời. Gia đình tôi cũng thực hiện theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước đề ra, nghĩa là chấp hành tốt, không ăn uống và cũng không tổ chức giả. Cho đến hôm nay đúng là cũng là tuần đầu của mẹ tôi thật, nhưng mà nghĩa là tôi cũng chấp hành theo, khi nào mà dịch tan đi rồi thì lúc bây giờ gia đình tôi mới tổ chức. Gia đình bà Nguyễn Thị Mất ở thôn Châu Xá đã chọn ngày làm đám cưới cho em Đỗ Thanh Thủy và chú rể Hoàng Văn Dương vào ngày 16 tháng Giêng. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh chưa ổn định nên hai gia đình đã bàn bạc, nhất trí hoãn cưới, chờ dịch qua đi mới tổ chức. Nghe thấy dịch thì là gia đình là hoãn, không tổ chức cho cháu nữa. Và cũng ra xã là báo với xã là nhà cháu xin hoãn. Để đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của các cháu và gia đình. Và thứ hai nữa là cho cộng đồng nó đỡ lây lan. Đáng nhất là vì được cưới nhưng mà bây giờ lại không cưới được vì dịch thì không, nói chung là không chỉ em mà cả gia đình em thì cũng đều cảm thấy là buồn, nhưng mà vì dịch này nên là vì sức khỏe của bản thân em, cả gia đình và cũng cộng đồng nên là em nghĩ là em với cả người em cũng thống nhất là hoãn, để bao giờ hết dịch thì mình cưới sau cũng được. Trong thời gian vừa qua, xã Thanh Long rất tích cực vận động tuyên truyền để người dân thực hiện nếp sống văn minh trong đám hiếu hỉ, nhất là trong mùa dịch, và được người dân tích cực hưởng ứng. Vì vậy, từ tháng 2 đến nay, toàn xã có trên 10 đám hiếu hỉ đều thực hiện theo đúng quy định. Giao cho đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền cái công tác phòng chống dịch. Lực lượng đoàn thanh niên thì cũng dùng loa di động để đi tuyên truyền. Và đặc biệt là lực lượng công an xã cũng thường xuyên đi nhắc nhở các cái trường hợp coi như vậy tập trung đông người và không đeo khẩu trang. Khi gia đình có người thân qua đời là lên đăng ký khai tử, là cũng giao cho cán bộ tư pháp là nhắc nhở gia đình phải thực hiện nghiêm cái việc là chấp hành 5K, trực tiếp ban chỉ đạo xuống nhắc nhở và hướng dẫn các biện pháp và phòng chống dịch. Hiện cả nước đang nỗ lực chung tay phòng chống dịch COVID-19,
thì những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng như thế này cần được các địa phương tích cực triển khai hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, mộ và đền thờ quận công Bùi Đăng Châu nằm ở phía bắc thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, trên một khuôn viên rộng gần 6.000 m². Tại đây còn bảo lưu nhiều cổ vật bằng đá có giá trị lịch sử và kiến trúc thời Hậu Lê. Đây được đánh giá là một trong những quần thể kiến trúc đá đặc sắc và hiếm có của thế kỷ thứ 18 trên mảnh đất Hưng Yên. Trong mục di sản Hưng Yên ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét đặc sắc và những câu chuyện thú vị tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, mộ và đền thờ quận công Bùi Đăng Châu. Đền thờ quận công Bùi Đăng Châu được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 khi ông còn làm quan trong triều. Đền còn có tên gọi khác là Dinh Thiên Đoàn. Nhà vua ban cho cụ là nó đặc biệt đó, là ban từ lúc cụ còn sống. Mà cái ruộng thì cụ là được nhà vua ban 1.000 mẫu, cho nên gọi là Dinh Thiên Đoàn. Đây có một cái dòng sông chạy đến cái đất của cụ. Thế mà tất cả những voi ngựa là toàn chở theo cái dòng sông này. Khi qua cổng bước vào sân chầu thì có hai cột đồng trụ. Một bên là ghi về vấn đề về cụ Châu, đời con cái các cả. Thế còn bên đây là ghi ruộng đất. Khi mà mình vào đến đây thì là ở hai bên là có hai ông là vệ úy là gác cổng. Tám ông này thì được gọi là gì ạ? Bắt bộ kim cương, tức là tám ông phóng gác, tức là lính gác. À, khi mà các tượng đá được đặt ở trong dinh thì nó có ý nghĩa là như thế nào ạ? Nghĩa là để bảo vệ cụ thôi. Kia trên kia là cụ ở, đây là quân lính của cụ, canh gác cho cụ. Ở trong khuôn viên của sân chầu thì ngoài bát bộ kim cương ra thì còn có một ông ngựa và ông voi. Ngựa voi bảo vệ cụ. Các bệ các ngài này bằng đá dưới to lắm. Dưới có một cái bệ đá mà chìm sâu dưới này nữa. Trong cái chiến tranh chống Pháp ấy thì nàng ta nó là ở giữa, còn Cao Xá với Khả Duy nó là hai cái bốt bên đấy, cho nên mình cứ một nửa tây ta sai. Ban ngày thì tề giả vờ, còn tối là cộng sản. Nếu mà đây là mất cái đường này thì coi là vít không sang Thái Bình được. Thế còn ở đây là chuyên môn họp đảng bầu các cấp ủy của huyện Phù Cừ ở đây. Giặc Pháp thì nó về đây nó không biết thế nào, nhưng mà đầu tiên nó cũng định phá hủy, nhưng một thằng Bảo Hoàng nó bắn vào cái ông voi thì nó chết tươi. Là nó thôi, nó không dám làm nữa. Trong khuôn viên của sân chầu còn có một giếng cổ được dòng họ Bùi Đăng lưu giữ từ nhiều đời nay. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là giếng ngọc trong khuôn viên của di tích mộ và đền thờ quận công Bùi Đăng Châu. Tương truyền thì nước của giếng sẽ được những gia đình nào mà hiếm muộn sẽ tới đây và lấy nước giếng để tắm rửa cho những ông phỗng, những voi đá, ngựa đá và sẽ mang về nhà để thờ, thì gia đình đó sẽ sinh được con và đặc biệt là sẽ sinh được con trai rất là khôi ngô, tài giỏi. Giếng ngọc này là đặc biệt, nó có một cái linh thiêng mà đến bây giờ cũng linh thiêng, tức là từ chưa trước. Như thế là bà Tuấn Đoài bà ấy lên bà ấy cầu mà bà ấy đẻ 8 người con trai ông. Mà nhất là khách đến đây từ lần đầu đấy, họ Mùi tỉnh đấy, họ Mùi Việt Nam đấy. Là trước khi về đây là lấy cái chai. Nó về nó thể lạo xin đấy. Thậm chí cái bèo ong này người ta cũng xin. Và họ múc nước lên để họ múc nước lên để cho chai vào đem về họ thắp hương trong ở nhà người ta. Vâng. Đền thờ quận công Bùi Đăng Châu được phục dựng lại trên nền đất cũ theo phong cách kiến trúc truyền thống với kết cấu kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm tiền tế, trung tử và hậu cung. Tại khu vực trung tử vẫn còn nguyên 3 bàn đá là nơi sắp lễ và đặt lễ. Khu vực hậu cung còn ban thờ đá có kích thước 2 x 1,6m. Ngai thờ đá được tạo tác hình rồng rất đẹp mắt, tạo vẻ uy nghi và linh thiêng. Phía sau đền thờ là khu lăng mộ quận công Bùi Đăng Châu. Theo các nhà nghiên cứu, nơi chôn cất thi hài của các quan võ thời Hậu Lê thường sẽ được giấu kín và có nhiều mộ giả. Song theo các cụ trong dòng họ Bùi Đăng truyền lại thì khu vực này là nơi chôn cất thi hài quận công Bùi Đăng Châu. Khu lăng mộ được xây ghép bằng chất liệu đá, lăng xây 2 tầng 8 mái, còn khu mộ có hình bát giác, trên có tường bao, chạm, trang trí nhiều đề tài như cá chép vượt vũ môn, rồng, hổ phù, hoa cúc mạn khai. Mộ cụ ở đây mới là hai bà là nằm đây. Thế thì không biết có thật hay không thì cũng không biết, nhưng mà đại để con cháu là cứ giữ. Ở trong kia là nơi cúng cụ, mà đây là mộ. Đặc biệt là cái cỏ danh này thì
nó không biết từ đời nào, nó không bao giờ tiêu diệt được. Mà Dinh này có đặc biệt là không biết các cụ lấy cái đất hoàng thổ ở đâu về. Thời phong kiến ấy thì là nó không có cái rôn vàng, cho nên là cứ đào. Đào mà vỡ một ổ thì nó như là cái ổ mà khoai sọ mình trồng ấy. Xay ra, dã ra thì là quét tường nhà là không bao giờ phai. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí văn hóa số này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.